Xin chào mọi người. Mọi người ơi, tối hôm nay tự nhiên cái thèm mì gói mọi người à, mì gói có nấm nữa nè. Rồi có chả, chả này chả heo. Chả này bữa Lê Giang đi Hà Nội đó, xong cái mua, cái mình để vô ngăn đá lạnh, khi nào mình ăn cái mình xả ra vậy nè. Ngon lắm. Tại vì nó có thịt thịt mỡ mỡ đó, ăn ngon không có bị ngán. Tối hôm nay ở nhà tâm sự cho mấy chị nghe là cái tiệm xì ba đó, là mọi người cứ thắc mắc, ủa chắc là vô nghệ sĩ Lê Giang là phải làm mắc tiền này kia nọ. Không có đâu mọi người, rất là rẻ luôn, rất là rẻ luôn. Mọi người cứ tới ủng hộ cho Lê Giang đi. Tiệm xì ba của Lê Giang mới mở được, mới sang được có 15 ngày thôi. Rồi về Lê Giang sửa chữa lại này kia nọ cho nó sạch sẽ thơm tho theo ý của mình á. Cho nên là sẵn hôm nay á, cũng rảnh rỗi nè, cho nên là tâm sự cho mọi người. Cứ tới tiệm xì ba 160 Nguyễn Văn Cừ, quận Nhất, tới đi mọi người. Mọi người á, có gọi đầu dưỡng sinh nè, có massage body nè, cổ vai gáy lưng. Tại vì mỗi khi mình đi làm ra đó, mình hay bị đau cổ nè, hoặc là cái vai mình là hay nhức này kia nọ. Cứ tới, nhân viên của Lê Giang làm rất là đã luôn, bao phê luôn cho cả nhà, mà giá rẻ hợp lý luôn, nguyên một combo luôn mà chỉ có 450.000. Gội đầu dưỡng sinh 1 tiếng đồng hồ nha, gội đầu dưỡng sinh 1 tiếng đồng hồ, là với lại massage 1 tiếng đồng hồ nữa, massage body 1 tiếng đồng hồ nữa là 2 tiếng, 2 tiếng mà chỉ có 450.000 thôi mấy chị, quá rẻ luôn. Đừng có ngại gì mấy chị ơi, cứ tới làm đi, sẵn ủng hộ Lê Giang, không có mắc đâu. Lê Giang làm còn rẻ hơn nhiều chỗ lắm luôn á. Nhiều chỗ là gội đầu massage rồi rất là nhiều tiền. Không phải là nhiều tiền mà cũng cao hơn Lê Giang á. Ngon ha, mì này ngon nha chị Hồng. Được rồi chị. Chả ngon lắm. 160 Nguyễn Văn Cừ, quận Nhất nha mấy chị nha. Nó nằm góc ngã tư Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi á, rất là dễ kiếm luôn. Xì ba Lê Giang cả nhà ơi. Mọi người có bị đau cổ hay vai gáy lưng rồi mọi người cứ tới đó làm, rẻ lắm mọi người, rẻ lắm mà làm chất lượng. Làm xong rồi ra ai cũng hỏi, ủa sao chị ơi, chị làm gì mà rẻ vậy chị? Đó là vậy đó, rẻ lắm. Thời buổi kinh tế khó khăn là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai nữa là làm giá rất là bình dân, để cho ai cũng làm được. Mọi người đừng có ngại nha. Nói để tâm sự mọi người, để mọi người hiểu. Mọi người sẽ đến ủng hộ cho Lê Giang nha mọi người. Ăn riết không biết ăn gì á, thèm mì gói. Về nhà kêu chị Hồng với nấu cho tô mì gói ăn. Ngon không? Mì gói mà bỏ cay cay, xong rồi bỏ mấy miếng chả rồi nấm nữa. Lâu quá không có lên clip, sợ mọi người chờ. Sẵn có mở tiệm xì ba luôn, cái sẵn nói cho mọi người biết không, khách hàng thân thương của Lê Giang cứ ghé tâm ủng hộ Lê Giang nha. Trọn combo luôn 450.000, 450.000 một tiếng gội đầu dưỡng sinh và 1 tiếng massage body, 2 tiếng mà chỉ có 450.000 thôi, quá rẻ luôn cả nhà ơi. Gội đầu dưỡng sinh nè, là có nè, rửa mặt nè, tẩy tế bào chết nè, đắp mặt nạ nè, xong rồi xong cái xong một cái nước dưỡng sinh á, cái nước thảo dược á chứ. Xong cái nước thảo dược á, trời ơi nằm nó phê lắm luôn. Xong cái mình nó ấm cái đầu đã lắm. Mọi người cứ tới làm thử đi mọi người. Xong cái làm gội đầu dưỡng sinh xong cái mọi người lên lầu, cái nhân viên sẽ massage body nè ha. Rồi xong lát nữa mấy chị bước xuống một cái là tao nói nó khỏe ơi là khỏe luôn. Ngày xưa Lê Giang á hay đi, cứ cách ngày phải đi ra tiệm gọi đầu, giờ ra tiệm mình gọi
các em gội đầu rất là sạch, trội chất lượng. Xong rồi á, cái lên cái massage, tại vì đi quay hay là công việc nhiều quá hay nhất hai bên vai á, massage trời ơi mấy em nó massage đã dã man. Có ai mà lâu lâu thèm mì giống Lê Giang cả nhà? Ăn mì rất ngon. Dạo này Lê Giang bận quá, không có livestream bán hàng nữa. Đang kẹt phim nè, rồi phải công việc này kia nọ nhiều quá, không có thời gian ngủ luôn. Lê Giang cũng dễ ăn lắm cả nhà. Ăn cơm á, cho mọi người cho Lê Giang ăn cơm với trứng luộc ha, nước mắm hoặc nước tương thôi. Trời ơi, ăn ngon lành. Ăn ngày này qua ngày này được hết á. Ngày này qua tháng nọ được hết á. Chị ơi, chị nhớ phân phơi khăn khô thiệt là khô nha chị. Đừng có để ẩm gì, cứ khô hãy đem nha, hãy gói lại. Khăn ở tiệm. Mỗi tối khách làm xong, Lê Giang cho thằng cháu nó chở khăn về để ở nhà giặt phơi nắng cho nó khô, nó chết vi trùng sạch sẽ. Nhiều khi phơi mà không đủ nắng nó làm cái khăn nó bị ẩm, nó bị hôi. Lê Giang chứ việc cũng kỹ lắm, xì ba bước vô là phải thơm phải sạch. Trời, người ta đi hưởng thụ mà, đúng không? Bước vô là phải thơm phải sạch này kia nọ đó. Cho nên là ai mà bước vô xì ba của Lê Giang, trời ơi sao tiệm chị thơm quá, tiệm chị thơm quá mà làm đã nữa, nghe vậy là vui. À, mấy cái nấm này ngon quá. Sắp sửa là Lê Giang có ra mấy bộ phim tháng 9 này nè, 2 tháng 9 này là Làm Giàu Với Ma, tháng 10 là Cô Dâu Hào Môn và phim Tết nữa. Ngon quá. Lâu lâu thèm mì. Cái chả này nè, chả heo này ở ngoài Hà Nội á. Mọi người nhớ nha mọi người ơi, mọi người nhớ ủng hộ xì ba của Lê Giang nha. Tại vì cái này cũng là cái nghề tay trái thôi, mà Lê Giang thích cái nghề này. Nếu mà được á, thì Lê Giang sẽ mở thêm một tiệm lớn, thiệt là lớn luôn. Cái tính của Lê Giang là thích làm cái gì lớn, sang trọng, đẳng cấp. Cho nên là cái này cũng là cái duyên để mà mình sang cái tiệm này, để mà mình bắt đầu á, mình coi mình đang bị thiếu sót cái gì, chứ mình ập ra mình mở cái tiệm lớn mà đang thời buổi kinh tế khó khăn này nữa thì nó hơi uổng tiền. Cho nên mình phải mở cái nhỏ trước đi rồi mình mở cái lớn sau. Cho nên là nếu mà cái nhỏ này được á, thì Lê Giang sẽ mở thêm một cái tiệm rất là lớn để mà cho các bạn sẽ có một nơi mà gọi là đáng tin cậy, cho mọi người sẽ có một nhiều sức khỏe nè, và những cái gì đẹp là Lê Giang sẽ phục vụ cho quý vị khán giả luôn và cho các bạn thương yêu của mình. Thì bây giờ Lê Giang chỉ nói là cái xì ba của Lê Giang ở 160 Nguyễn Văn Cừ, quận Nhất. Các bạn cứ tới ủng hộ Lê Giang, rất là rẻ, giá rất là rẻ luôn. Combo 450.000 mà một tiếng gội đầu dưỡng sinh và một tiếng massage body. Combo luôn mà chỉ có 450.000. Mọi người cứ ghé nha, đừng có ngại. Tại vì Lê Giang cũng nghe nói trời ơi, vô Lê Giang là mắc tiền lắm, không có vô được đâu, mắc tiền lắm này kia nọ. Trời ơi, tôi ngại quá, tôi ngại quá luôn á. Tại vì tôi nghe cái chữ mắc tiền là không có mắc tiền, nó rất là rẻ. Rẻ ơi là rẻ, mà phải nói là chữ bèo luôn á. Cho nên mọi người nhớ nha, ủng hộ Lê Giang nha mọi người. Không có mắc gì hết trơn á, mà làm rất là sướng, bao phê luôn.
160 Nguyễn Văn Cừ, quận Nhất nha cả nhà. Cảm ơn mọi người. I love you cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối thật là nhiều sức khỏe, bình an và may mắn trong cuộc sống. Ai mà coi kênh của Lê Giang nhớ subscribe kênh Lê Giang Official. I love you forever. Thank you very much.